Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng regular expansion vào thực tế. Thì trong thực tế chúng ta sẽ chia ra làm 3 loại, đó là kiểm tra giá trị đầu vào. Thứ hai là tách lọc những giá trị trong chuỗi chúng ta muốn lấy. Và thứ ba là thay đổi giá trị của một chuỗi nào đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem những ví dụ liên quan tới kiểm tra giá trị đầu vào. Ví dụ tôi muốn kiểm tra một địa chỉ email. Thì tôi sẽ viết là ví dụ tôi có một địa chỉ email là info@amoxen.vn. Lúc này tôi muốn kiểm tra địa chỉ email thì tôi phải dựa vào những cái điều kiện mà người ta đưa ra cho tôi. Ví dụ như địa chỉ email phải bắt đầu bằng một ký tự. Độ dài tối thiểu của địa chỉ email ít nhất là phải là 3 ký tự và tối đa là 32 ký tự. Địa chỉ email phải là tập hợp của các ký tự từ A cho đến Z, từ 0 cho đến 9 và cũng có thể kèm theo những ký tự như dấu chấm, dấu gạch dưới. Tên miền của địa chỉ email có thể là tên miền cấp 1 hoặc tên miền cấp 2. Tên miền cấp 1 là tên miền như các bạn đang thấy zen.vn. Tên miền cấp 2 chúng ta thường thấy đó là .com.vn. Vậy chúng ta phải kiểm tra được hai kiểu tên miền này. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra với điều kiện đầu tiên đưa vào là địa chỉ email phải bắt đầu với một ký tự. Vậy chúng ta là bắt đầu A đến Z là một ký tự phải nằm bắt buộc phải có một ký tự này. Tiếp theo là chiều dài tối thiểu. Thứ hai là tên của email trong email phải là tập hợp từ A cho đến Z, từ 0 đến 9. Có thể có dấu gạch dưới và cũng có thể có dấu chấm. Dấu chấm lúc này là một ký tự đặc biệt bởi vậy chúng ta cần dấu xuyệt. Tiếp theo đó là độ dài tối thiểu của email phải là 3. Vậy đầu tiên chúng ta đã có một ký tự. Tiếp theo của chúng ta sẽ là 2. Vậy thì hai tập hợp này và một tập hợp này, vậy là chúng ta đã có 3 ký tự. Và tối đa của chúng ta là 32 ký tự. Vậy chúng ta hãy nhấn Make Expansion để xem nó có đã đánh dấu được chữ info hay chưa. Vậy các bạn thấy nó đã đánh dấu được chữ info. Và kế tiếp của địa chỉ email là chữ amoc. Vậy chúng ta nhấn vào chữ amoc. Vì chúng ta nhấn Make Expansion. Vậy các bạn đã thấy chúng ta lấy được info và amoc. Tiếp theo là tên miền của chúng ta. Tên miền của chúng ta tối thiểu phải là 3 ký tự. Vậy chúng ta là A đến Z 0 đến 9 và có thể có dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang là một ký tự đặc biệt, bởi vậy chúng ta cần một dấu xuyệt trước dấu gạch ngang. Tên miền phải tối thiểu là 3 ký tự. Vậy chúng ta đưa vào 3. Bây giờ chúng ta nhấn Make Expansion xem đã đánh dấu được đến đây hay chưa. Và các bạn đã thấy chúng ta đã check được đến đây. Bây giờ tiếp tục là đến dấu chấm. Dấu chấm là một ký tự đặc biệt, vì vậy chúng ta phải có dấu xuyệt đằng trước. Tiếp theo là chấm vn. Cái dấu chấm này phía sau dấu chấm của chúng ta phải từ 2 cho đến 4 ký tự. Vì vậy chúng ta sẽ là tập hợp từ A cho đến Z của 2 đến 4, xuất hiện 2 đến 4 lần. Bây giờ chúng ta nhấn Make Expansion để xem có đã kiểm tra được địa chỉ này hay chưa. Vậy là các bạn đã thấy kết quả của chúng ta đã lấy được hết. Tiếp theo, nếu chúng ta kiểm tra domain tên miền cấp 2.com.vn và chúng ta nhấn Make Expansion, vậy chúng ta chỉ mới lấy được đến .com, còn thiếu vẫn dấu vn. Vậy các bạn thấy phần này nó sẽ
phần .com.vn. Nó tương được đương với biểu thức này, có nghĩa là chúng ta chỉ bổ sung vào thêm xuất hiện từ một cho đến hai lần. Bây giờ chúng ta sẽ thấy có nghĩa là chấm phần này phải xuất hiện từ 1 đến 2 lần mới đúng. Vậy chúng ta nhấn Max Expansion và chúng ta đã đánh dấu được địa chỉ email có tên miền cấp 2. Bây giờ tôi sẽ bôi chữ .com đi và nhấn Max Expansion. Vậy là chúng ta cũng đánh dấu được tên miền cấp 1. Tiếp theo tôi sẽ bổ sung vào những phần này. Vậy đây có phải là một địa chỉ email không? Chắc chắn là không. Nếu không phải thì ở bên này không được hiện gì hết. Tôi nhấn Max Expansion. Nó vẫn hiện địa chỉ email. Vậy điều này không đúng. Vậy chúng ta phải bổ sung thêm bắt đầu và kết thúc. Vậy chúng ta hãy nhấn sau khi bổ sung dấu mũ và dấu đô la cho biểu thức thì chúng ta nhấn Max Expansion. Lúc này các bạn thấy bên này không hề có kết quả vì đây là chuỗi nhập vào và chuỗi nhập vào này thì chính xác không phải là địa chỉ email. Giờ tôi bôi phần này đi và tôi nhấn Max Expansion. Vậy lúc này chúng ta đã đánh dấu được địa chỉ email, nghĩa là biểu thức Regular Expansion của chúng ta đã đúng. Vậy lúc này chúng ta chỉ cần copy biểu thức này vào trong PHP. Lúc này tôi sẽ tạo ra một tập tin là email.php và tôi khi kiểm tra một biểu thức nào đó, nhất là giá trị đầu vào, thì chúng ta chỉ cần sử dụng remake. Bây giờ tôi sẽ copy bên tập tin remake.php qua tập tin email. Tôi sẽ nhập vào một giá trị info@amoxgen.vn và lúc này chúng ta sẽ đưa biểu thức vào đây. Tôi sẽ copy biểu thức và đem qua đây tôi để. Lúc này tôi sẽ thay thế nó bằng dấu thăng. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nếu giá trị này đúng là địa chỉ email thì chúng ta in ra đây là địa chỉ email. Và nếu không đúng thì chúng ta in ra đây không phải là địa chỉ email. Bây giờ chúng ta hãy chạy thử. Tôi refresh lại. Email. Vậy lúc này các bạn đã thấy chúng ta đã nhận được câu thông báo đây là địa chỉ email. Bây giờ chúng ta hãy sửa lại. Thêm vào một số giá trị nào đó vào chuỗi của chúng ta. Và chúng ta refresh lại. Thì các bạn đã thấy thông báo đây không phải là địa chỉ email. Với biểu thức này, chúng ta sẽ dùng ở nhiều nơi. Vì vậy, chúng ta hãy viết một hàm để chuyên kiểm tra xem giá trị nhập vào có phải email không. Lúc này, tôi sẽ tạo ra một tập tin để chứa các hàm. Tôi đặt tên là re-function.php. Và lúc này chúng ta sẽ viết một hàm để kiểm tra email. Function check email. Đối với hàm kiểm tra thì chúng ta chỉ thường trả về là giá trị true và false. True có nghĩa là đúng và false là sai. Vậy thì hàm của chúng ta cần một giá trị nhập vào và luyện. Tiếp theo là chúng ta sẽ copy đoạn mã bên này,
vào hàm rồi chúng ta sẽ sửa lại. Lúc này, subject của chúng ta chính là giá trị được đưa vào. Biểu thức của chúng ta thì vẫn như cũ. Chúng ta sử dụng hàm remake nếu nó bằng. Thì lúc này các bạn sẽ thấy thường các hàm như tôi đã nói, thường các hàm kiểm tra thì chỉ trả về true và false mà thôi. Vậy tôi sẽ đặt một biến trong hàm này là last và ban đầu tôi sẽ gán cho nó giá trị là false. Bây giờ tôi sử dụng hàm remake kiểm tra, nếu nó bằng 1 thì tôi sẽ gán giá trị này bằng true. Và như thế là đủ. Lúc này tôi không cần else nữa. Lúc này tôi sẽ trả nó về return. Là bây giờ chúng ta sẽ nhúng Bây giờ chúng ta sẽ nhúng tập tin refunction vào email và sử dụng hàm getMail. Vậy tôi sẽ sửa lại như sau. Re why refunction chấm bb. Lúc này tôi sẽ không cần, tôi chỉ để giữ lại giá trị của subject. Tôi sẽ gọi hàm như sau: nếu chat email đưa giá trị vào chính là subject bằng 1 thì chúng ta, lúc này chúng ta không phải bằng 1 mà là bằng true. Hình ra echo đây là địa chỉ email. Bây giờ chúng ta sẽ refresh lại để xem kết quả như thế nào. Tôi refresh lại thì các bạn không thấy một thông báo nào cả vì subject của chúng ta không phải là một địa chỉ email. Bây giờ tôi bôi phần này đi, sau đó tôi refresh. Vậy chúng ta đã thấy hiện ra câu thông báo đây là một địa chỉ email. Tiếp theo chúng ta sẽ xem một ví dụ mà chúng ta thường gặp, đó là kiểm tra xem giá trị nhập vào ô text box có phải đúng như số phone theo cầu định dạng hay không. Thì các bạn thấy đây là số phone, đây là cách định dạng mà chúng ta chấp nhận. Đầu tiên là mã quốc gia, tiếp theo là mã vùng, mã thành phố và tiếp theo là số điện thoại. Và chúng ta, đối với ô text box của chúng ta chỉ chấp nhận họ nhập trong 4 trường hợp này thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem coi chúng ta làm sao để kiểm tra một lúc 4 trường hợp với regular. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào từng trường hợp một. Chúng ta sẽ kiểm tra trường hợp thứ nhất. Đầu tiên là số. Vậy thì các bạn còn nhớ số của chúng ta là xuyệt đề. Và xuất hiện số lúc này xuất hiện 3 lần. 3 con số, vậy là gồm xuyệt đề xuất hiện 3 lần. Chúng ta nhấn Max Expansion xem nó có đánh dấu được chữ 084 hay chưa. Tôi nhấn Max thì lúc này nó đánh dấu được một số con số khác nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, chúng ta chỉ quan trọng là nó đánh dấu được số 084. Tiếp đến là dấu gạch. Vậy chúng ta sẽ đưa vào dấu gạch. Vậy các bạn đã thấy chúng ta đánh dấu được đến 084 gạch.
Tiếp đó 08. 08 của chúng ta cũng là một con số, vậy chúng ta là xuyệt D. Nhưng lúc này nó chỉ có hai số, vậy chúng ta xuyệt D2. Và chúng ta nhấn Max Expansion. Vậy chúng ta đã đánh dấu được 08. Tiếp theo 08 của chúng ta lại là một dấu gạch, thì chúng ta đầy dấu gạch và chúng ta nhấn Max Expansion. Chúng ta đã đánh dấu được lên đây. Tiếp theo là số 38. Thường là xuyệt D2. Kế tiếp là dấu chấm. Dấu chấm là một ký tự khá đặc biệt. Vậy vì vậy chúng ta cần có dấu xuyệt phía trước. Chúng ta nhấn Max. Chúng ta đã đánh dấu được lên đây. Tiếp theo là ba số nữa. Vậy là xuyệt D. Số lần xuất hiện là 3. Tiếp theo là gạch giữa và xuyệt D. Số lần xuất hiện cũng là 3. Lúc này chúng ta nhấn Max Expansion thì nó đã đánh dấu cho chúng ta toàn bộ. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện 084. 084 lúc này nó xuất hiện dấu ngoặc. Vậy nếu chúng ta viết thì chúng ta phải viết như thế nào? Tôi sẽ copy tạm thời biểu thức này ra phía ngoài. Vì chúng ta sẽ kiểm tra con số này. Vậy thì các bạn thấy là dấu ngoặc có xuất hiện. Dấu ngoặc, nếu các bạn thử để dấu ngoặc như thế này, coi nó có kiểm tra hay không. Vậy tôi nhấn Max Expansion. Các bạn thấy không hề kiểm tra. Vậy các bạn có nghĩa là dấu mở ngoặc và đóng ngoặc là ký tự đặc biệt, vì vậy chúng ta cần phải có dấu xuyệt ở phía trước hai dấu đó. Giờ chúng ta hãy nhấn Max Expansion. Các bạn đã thấy chúng ta đã đánh dấu được. Bây giờ tôi copy qua phía bên này thì chúng ta sẽ so sánh. Các bạn thấy để thỏa hai trường hợp này thì chúng ta phải là xuyệt D3 hoặc là biểu thức này. Vậy các bạn còn nhớ chúng ta có một phần là hoặc. A hoặc B hoặc C. Vậy chúng ta sẽ gom hai thằng này vào trong một dấu ngoặc. Biểu thức của chúng ta sẽ như sau. Tôi sẽ copy phần này qua. Tôi mở ngoặc ra. Lúc này tôi để một dấu thẳng đứng xuống và sau đó tôi đóng ngoặc lại. Lúc này các bạn nhấn Max Expansion thử xem. Thì chúng ta vẫn thu được. Vì chúng ta bỏ dấu này đi và chúng ta nhấn Max. Các bạn thấy chúng ta vẫn đánh dấu được. Vậy thì chúng ta đã kiểm tra được hai trường hợp ở trên. Tới kỳ trường hợp này các bạn cũng thấy nó tương tự giống như hai trường hợp ở trên, vậy chúng ta sẽ bổ sung như sau. Mở ngoặc. Xuyệt D2 hoặc xuyệt mở ngoặc. Xuyệt D2. Xuyệt đóng ngoặc. Sau đó chúng ta đóng ngoặc lại. Và vì chúng ta nhấn Max Expansion để xem có vấn đề gì xảy ra hay không. Thì các bạn thấy vẫn đánh dấu được. Bây giờ tôi bổ sung vào 08. Chúng ta đã kiểm tra được. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra 4 trường hợp của chúng ta luôn. Bằng cách tôi sẽ copy 4 trường hợp vào. Lúc này chúng ta sẽ nhấn Max Expansion. Vậy các bạn đã thấy chúng ta đã kiểm tra được 4 số điện thoại. Nếu chúng ta không hiểu Max, chúng ta không hiểu regular expansion thì chúng ta sẽ rất là khó khăn khi kiểm tra những chuỗi phức tạp như thế này. Vậy bây giờ chúng ta đã có một biểu thức, chúng ta hãy tạo ra một hàm cho nó. Lúc này chúng ta lại vào refunction. Tôi sẽ tạo ra hàm function chat phone.
Hôm nay chúng ta cũng cần một va lìa đưa vào. Và nội dung của chúng ta cũng giống như nội dung này. Ở đây chỉ khác cái là biểu thức của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ bỏ biểu thức của chúng ta vào đây. Chú ý phải có dấu mũ và dấu đô la. Sau đó chúng ta save lại. Thế là chúng ta đã kiểm tra được hai giá trị.